mới vừa lại có một cái xe mà chủ xe nó là cái ý tính ha. Đó, người ta gắn cái bảo vệ cái bàn đạp này luôn anh em. Đó, mở ra cái mới luôn nè. Đó, rất ngon nha. Đây. Cái cần thắng này nó cũng còn sáng nha. Còn sáng nha. Đó. Cái anh em lưu ý ha, full trò 1 thì nó chỉ sáng như vậy anh em nha, chứ nó không có sáng mà sáng bóng như quay thái 110 nha. Của full trò 1 là nó xi theo cái kiểu là mạ san 7 màu, chứ nó không phải là mạ bóng inox ha. Đó. Đó, thì chủ yếu là cái đầu này, rất là nhiều anh em chúng ta chơi full trò 1 là đạp ban cái đầu rồi. Thì anh em nào thích cái cây này thì liên hệ đạt nha, số điện thoại của mình 0915434973 nha anh em. Đó, cảm ơn chủ xe rất là nhiều đã bọc cái này lại giúp em nha. Anh em này chơi full trò 1 thì chắc chắn là thích cây này ha. Nó còn rất là ok nha. Nhìn nó cũng còn đẹp, còn sáng. Đầu tươi lắm. Rồi, ok anh em nha.